Trường 2409. Tin tức phải chờ kiểm chứng. Anh đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách xử lý hai người này. Anh mau về đi. Dương Thụ lại lắc đầu. Không phải vì hai người này. Nhiêm nhiên cau mày lại. Vậy thì vì sao? Dương Thụ ấp úng rất lâu, cuối cùng mới do dự nói thật. Tôi... tôi trốn ra khỏi đơn vị. Nhâm Nhiên cau chặt mày. Trốn ra là sao? Lúc tôi nghe trộm bị tiểu đoàn trưởng phát hiện, ông ta nhốt tôi vào trong phòng làm việc để cô thuận lợi rời đi. Tôi trốn thoát được. Bây giờ về tiểu đoàn trưởng nhất định sẽ trị tội tôi. Dương Thụ càng nói càng quý thấp đầu, đâu còn vẻ quả quyết và giả dặn như vừa rồi nữa. Nhâm Nhiên kinh hãi nhìn anh ta. Vậy anh không phải đã biến thành lính đào ngũ sao? Cô tưởng là Dương Thụ nghe trộm không bị phát hiện nên cho dù lén đến báo tin cũng an toàn thoát thân được, không ngờ anh ta bị Lý Tông Dũng phát hiện, hơn nữa còn vì cô mà thành lính đào ngũ. Đây là sự sỉ nhục cực lớn với binh lính. Dương Thụ gãi đầu, cố làm ra vẻ thản nhiên cười. "Không sao, tôi vốn không có hứng thú với quân đội." Trốn thì trốn thôi, chỉ cần cô không sao là được rồi. Lúc nói đến đây, nhiếp nhiên thấy rõ ràng trong mắt anh ta lóe lên vẻ mất mát. Chắc hẳn anh ta không muốn làm lính đảo ngũ, nhưng vì cô mà lựa chọn con đường này hơn nữa còn không trùn bước. Cô đã từng cảm thấy rất đau đầu vì sự bạo dạn, thậm chí có thể gọi là chân thành đến lỗ mãng của Dương Thụ. Ở trong mắt anh ta trừ cô ra, không có ai khác. Cho dù ở trong đơn vị, anh ta không lạnh lùng đơn độc như Cửu Miêu, nhưng bên cạnh đã không có các anh em như Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn lúc ở quân khu 2 nữa, luôn luôn chỉ có một mình. Anh có biết lính đảo ngũ là gì không? Cô nghiến răng, tay siết chặt đến mức trắng bệch. Dương Thụ bình tĩnh. Tôi biết. Biết mà anh còn làm nhưng tôi không thể biết cô có chuyện mà mặc kệ được mặc kệ dù nghe trộm là không đúng mặc dù chạy trốn sau khi bị bắt còn đánh ngất hai nam binh là không đúng mặc dù sau này sẽ có cuộc sống khó khăn nhưng mà anh ta không hối hận bởi vì cuối cùng anh ta cũng giúp được nhiếp nhiên một lần như vậy là đủ rồi nhiếp nhiên thở dài anh định chạy tới cứu tôi sau đó hai người cùng nhau chạy trốn à tôi không nghĩ nhiều như vậy tôi chỉ muốn cứu cô thôi dương thụ lắc đầu thành khẩn nói Nhâm nhiên im lặng một lúc lâu cuối cùng đi ra khỏi xe nhìn anh ta trong mắt đã không còn vẻ phức tạp như vừa rồi anh cảm thấy tôi sẽ tin lời anh à dương thụ không hiểu sự thay đổi này của cô rõ ràng vừa rồi cô đã tin mà anh ta vội bảo đảm Tôi thật sự không lừa cô, tôi thề. Anh thề không có ích gì với tôi cả. Nhiệm Nhiên đi qua anh ta, ngồi xổm xuống cạnh hai người bị ngất, lục loại một lúc cho đến khi tìm được chìa khóa, mở còng tay ra. Dương Thủ sốt ruột như con kiến trên chảo nóng. Vậy phải thế nào, cô mới tin lời tôi là thật? Cần tôi chứng minh thế nào? Nhiệm Nhiên nghiêng đầu cười với anh ta. Anh không cần làm gì cả Chỉ cần đợi là được rồi Đợi Nhiêm nhiên gật đầu Nhìn đường chân trời Sắp sáng hẳn lạnh nhạt nói Không phải anh nói Tiểu đoàn trưởng Tưởng vì muốn bảo vệ quân khu 9 Nên lừa dối tất cả mọi người Trước mặt làm ra vẻ rất quan tâm tôi Rất lo lắng cho tôi Nhưng thật ra là muốn tạo hiện trường giả Là tôi bị người ở biên giới sát hại Sau đó kết thúc chuyện này à Vậy tôi phải xem xem Hôm nay rốt cuộc có thể gặp trì tranh bác không? Không phải cô không tin Dương Thụ Chỉ là Dương Thụ làm việc quá kích động Có lúc tốt bụng sẽ làm hỏng chuyện Cho nên chuyện này vẫn phải đích thân kiểm chứng mới chắc chắn được Mà cách kiểm chứng đơn giản nhất chính là đợi ở đây Xem chỉ tranh bác có xuất hiện không Xem xem rốt cuộc kế hoạch của Lý Tông Dũng có phải là thật không Dương Thụ biết ngay cô không tin lời mình Thật ra đừng nói nhiếp nhiên không tin. Chính anh ta lúc nghe trộm cũng không dám tin lời này lại được nói ra từ miệng tiểu đoàn trưởng Lý. Nhưng sau đó anh ta đã bị tiểu đoàn trưởng Lý phát hiện nhốt ở trong phòng làm việc anh ta mới hoàn toàn tin là thật. Anh ta cảm thấy rồi nhiếp nhiên sẽ tin cô cũng giống như mình khi đó nhất thời không chấp nhận nổi thôi. Nhưng đột nhiên một suy nghĩ ập đến làm anh ta buồn miệng nói Nếu không gặp thì sao? nhâm nhiên lãnh đạm nhìn dương thụ không gặp có nghĩa là giả tin tức của anh bị sai tôi lập tức trở về viết kiểm điểm có thể thành khẩn bao nhiêu thì thành khẩn bấy nhiêu nhất định phải xin tiểu đoàn trưởng tha thứ dương thụ nhíu mày anh ta biết Nhiêm nhiên không tin mình nói như vậy nên cũng không lằng nhằng với cô chỉ hỏi cô thì sao Dĩ nhiên tiếp tục đi theo bọn họ rồi. Nhiêm Nhiên cúi đầu, nhìn hai nam binh bị Dương Thụ đánh ngất dưới đất, ánh mắt nặng nề tâm sự. Chắc là cô đang suy nghĩ, nếu như chuyện này là giả, phải khiến hai nam binh này im miệng, không nói linh tinh kiểu gì. Dù sao chuyện tập kích này mà nói ra, thì cuộc đời của Dương Thụ coi như xong. Chỉ có khiến bọn họ im miệng, để Dương Thụ trở về thì tội của anh ta mới trở thành nhỏ được. Nhiêm Nhiên một lòng suy nghĩ cho anh ta mà dương thụ thì vẫn đang nghĩ đến lời cô nói vẫn phải đi vẻ mặt anh ta căng thẳng môi mím lại qua một lúc sau lại hỏi vậy nếu gặp thì sao nhiêm nhiên ngẩn ra dương thụ nhìn là hiểu cô không tin lời mình nên không nghĩ tới nếu gặp phải trí tranh bắc thì phải làm thế nào vậy thì chờ gặp rồi hãy nói quả nhiên cô chỉ nói qua loa cho xong Dương thụ cũng không so đo, lại còn hơi sợ hãi. Một khi chuyện này được xác nhận, nhiêm nhiên sẽ làm thế nào? Cô vốn là một người lạnh lùng không tin nhiều người. Tiểu đoàn trưởng chắc là một người trong đó. Bây giờ tiểu đoàn trưởng làm thế sau lưng cô, vậy đúng là không biết phải làm sao nữa. Bây giờ chúng ta làm gì? Nhiêm nhiên chỉ hai người dưới đất. Tìm một chỗ giấu hai người này trước, xe thì bỏ lại đây. Chiếc xe này bị dương thủ động tay động chân rồi, với năng lực của anh ta nhất định sẽ làm hỏng luôn, vì vậy chỉ có thể bỏ lại. Dương thủ nghe theo lời cô, tìm một chỗ kín đáo giấu hai binh lính kia, dùng cỏ khô phủ lên mấy tầng, che kín bọn họ. Đến khi làm xong, anh ta lại hỏi. Tiếp theo thì sao? Chúng ta phải làm gì? Với sự hiểu biết của tôi về tiểu đoàn trưởng lý, nếu ngày ấy muốn dồn tôi vào chỗ chết, nhất định sẽ chọn con đường chỉ tranh bắc thường xuyên đi. Cho nên, chúng ta cứ đi dạo dọc theo con đường này đi. Nhiêm nhiên nói rồi, tùy ý đi về phía trước. Dương thụ ngẩn ra. Đi dạo? Cô tưởng đang đi dạo phố à? Nhưng lầm bẩm thì lầm bẩm anh ta vẫn ngoan ngoãn cùng cô đi dạo. Đang là tháng chạp rét đậm, mặt trời còn chưa nhô ra. Gió thổi qua luồn vào quần áo làm người ta rét run lầy bầy. Lúc ấy, Nhiêm Nhiên bám theo Lý Kiêu rồi gặp chuyện, vẫn mặc bộ quần áo huấn luyện mỏng từ khi đó. Dương Thủ thấy cô mặc ít, hơn nữa phía trên còn dính vết máu nên cởi áo khoác ra khoác lên người cô. "Cẩn thận bị lạnh." Động tác của anh ta rất quy củ, Nhiêm Nhiên không nói gì nhiều, chỉ kéo áo tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi rất chậm, trông rất nhàn nhã, nhưng thực ra ai cũng đều nặng nề tâm sự. Nhiêm Nhiên đang suy nghĩ tính chân thực và đáng tin của chuyện này cùng với một loạt chuyện phải làm sau đó. Mà Dương Thụ thì lo lắng, sau khi xác nhận chuyện này, Nhiêm Nhiên không chịu nổi cú sốc thì phải làm sao? Anh ta lo Nhiêm Nhiên sẽ sụp đổ. Hai người rơi vào suy nghĩ của mình, im lặng đi cả đường, chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Không biết qua bao lâu, Nhiêm Nhiên đột nhiên dừng lại. Dương Thụ hỏi: Sao thế? Nhâm nhiên trầm giọng nói với Dương Thụ. Có người. Dương Thụ biến sắc. Có phải tiên trì tranh bắc gì đó không? Im miệng, mau trốn đi. Nghe thấy âm thanh kia càng lúc càng gần, nhâm nhiên vội vàng kéo anh ta trốn vào trong bụi cây. Hai người mới vừa trốn xong, tiếng bước chân phía xa đã đến gần, đi kèm với tiếng bước chân là tiếng nói chuyện. Có phải lão đại của chúng ta bị chuyện lần trước của Dư Xuyên dọa sợ rồi không? Sao thấy một chiếc xe quân đội đã bắt chúng ta lục soát toàn diện, phiền chết đi được? Giọng gã đàn ông kia rất mất kiên nhẫn. Tên thuộc hạ bên cạnh vội vàng, suyệt một tiếng. Nhỏ tiếng thôi, chỉ lão đại vì chuyện Dư Xuyên bị vây quét nên khoảng thời gian này rất khó chịu. Nếu nghe thấy lời này, cẩn thận bị bắn chết ngay đấy. Có lẽ tên kia nghe xong cũng sợ, vội vàng nhỏ giọng sửa lại. Trong lời nói mang theo mấy phần lấy lòng. Tao cũng chỉ than phiền mấy câu thôi, coi như tao nói linh tinh đi. Sau đó hai người tách ra, đi một vòng xung quanh. Dương Thụ nghe thấy ba chữ chỉ lão đại thì kích động kéo áo nhấp nhiên. Nhưng nhấp nhiên ấn tay anh ta, vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Dương Thụ thấy thế, tưởng là cô đang kiềm chế cơn giận, cũng không dám làm gì nữa, yên tĩnh đợi bên cạnh cô. Qua khoảng 5-6 phút, lại thấy hai tên kia đi vòng dưới sườn núi về. Không phát hiện ra cái gì. Một gã trong đó lại bắt đầu nói chuyện. Nhưng mày nói xem, dư xuyên bị vây quét, lão đại của chúng ta cũng chiếm hang ổ của hắn rồi. Sao vẫn không vui thế? Nếu là trước kia, phải ăn uống no say ba ngày để chúc mừng mới đúng. Tên còn lại nói, mày thiển cận nó vừa vừa thôi mày chỉ thấy lão đại của chúng ta cướp hang ổ của Dư Xuyên, sao không nhắc đến chuyện cái tên Mạc Thừa không biết xấu hổ kia tập kích địa bàn của lão đại, còn tranh giành mấy địa bàn của Dư Xuyên với chúng ta? Dù nói thế nào thì cuối cùng cũng giải quyết được Dư Xuyên rồi, đây cũng là một chuyện đáng mừng. Tên còn lại mắng. Nói mày ngu, đúng là không sai chút nào. Đó là lão đại của chúng ta giải quyết à? đó là người của quân đội giải quyết không phải vẫn như nhau à dù sao cũng đều giải quyết rồi sao có thể như nhau được chúng ta ra tay thì tình hình mâu thuẫn nội bộ chỉ đơn thuần là cướp địa bàn mà thôi quân đội ra tay có nghĩa là thanh trừ đó là bao vây tiễu trừ chứng tỏ chúng ta thành cách đinh trong mắt người ta rồi hiểu chưa dư xuyên là người đầu tiên tiếp theo nó không chừng chính là chúng ta mày nói xem lão đại vui nổi không tên thiền cận nghe thế cũng cảnh giác hơn mày nói hình như cũng có lý chứ còn gì nữa như mày nói vậy chúng ta sẽ thành người tiếp theo à gã kia căng thẳng sợ cái gì tên dư xuyên ngu xuẩn kia bị quân đội tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn nhưng chỉ lão đại của chúng ta biết nhìn xa trông rộng đã sớm chuẩn bị rồi gã này rất đắc ý tên kia tò mò hỏi chuẩn bị cái gì gã kia nhìn xung quanh sau đó thấp giọng trả lời nghe nói là có vũ khí bí mật ở trong quân đội hả thật hay giả thế vũ khí bí mật gì nói nghe xem tao cũng nghe người khác nói như vậy thôi hai gã thầm thì với nhau tiếng bước chân cũng xa dần Nhiên nhiên và dương thụ lại nghe thấy hết không sót một chữ. Xem đi, tôi nói không sai chứ. Đúng là có người tên trì tranh bác đó. Tiểu đoàn trưởng muốn dồn cô vào chỗ chết thật. Đợi hai gã kia đi rồi, dương thụ vội vàng nói với nhiếp nhiên. Nhiếp nhiên chậm rãi đứng lên, nhìn hai gã đã đi xa, răng mặt lạnh như băng nhưng không nói gì. Dương thụ thấy ánh mắt cô, biết cô tin lời mình rồi anh ta không biết phải khuyên nhủ cô thế nào, chỉ vụng về muốn rời tầm mắt cô, sau đó lại nhớ đến lời hai tên kia vừa nói. Mà vừa rồi bọn chúng nói, để vũ khí gì trong đơn vị? Cô nói xem, sẽ là vũ khí bí mật gì? Liệu có nguy hiểm cho đơn vị không? Vũ khí bí mật? Ha <laughs> ha, chắc là bọn chúng nói cửu miêu. Chỉ tiếc, cửu miêu đã chết rồi. Nhiêm nhiên cười lạnh, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Cô cong khuế miệng lên cười. Nếu Lý Tông Dũng quyết định như vậy, tôi sẽ dâng tặng cho ngày ấy một sự bất ngờ. Đường chân trời phía xa hiện lên ánh sáng bàng bạc, khiến nụ cười của cô càng thêm khát máu mà tàn nhẫn. Dương Thụ chỉ cảm thấy sợ hãi, anh ta chưa từng thấy nhiếp nhiên như thế bao giờ. Từ khi biết cô, anh ta luôn lặng lẽ đi bên cạnh cô, nhưng đến bây giờ vẫn cảm thấy mình luôn không hiểu được cô giống như giờ phút này anh ta thấy nhiếp nhiên trước mặt giống như đang thay đổi gì đó lại giống như chẳng thay đổi gì cả đi thôi qua nửa phút ngắn ngủi nhiếp nhiên đã khôi phục lại vẻ mặt ném lại một câu rồi đi về hướng khác dương thụ biết cô đã tin tưởng lời mình nên không dám chọc giận cô bởi vì anh ta cảm thấy sự bình tĩnh của cô bây giờ khiến người ta cảm thấy hoảng hốt có câu không bùng nổ trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng Nhiêm nhiên thế này khiến Dương Thụ cảm thấy cô vừa không phải sắp bùng nổ, cũng không phải sắp diệt vong, hoàn toàn không biết cô muốn làm gì. Nhưng không biết như vậy mới là đáng sợ nhất. Anh ta đang máy móc đi theo nhiếp nhiên, thì đột nhiên vấp phải gì đó, lăn xuống dốc núi. Dương Thụ giật mình, nhanh nhẹn giơ tay, nắm lấy cành cây mới không bị lăn xuống. Đáng tiếc, tiếng động đó đã khiến hai tên thuộc hạ còn chưa đi xa của chị tranh bác nghe thấy. Ai thế? Tên kia khẽ quát một tiếng, cảnh giác đi tới phía bọn họ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhiếp nhiên vội nói với anh ta. Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau lên đi! Dù nói vậy nhưng vẻ mặt cô vẫn bình thản. Anh ta cảm thấy là vì có hai người nên cô mới không lo. Anh ta nhanh nhẹn leo lên chạy cùng nhiếp nhiên về phía trước hai tên thuộc hạ kia vội vã đuổi theo, đồng thời quát lớn. Đứng lại, đứng lại cho tao! Giọng bọn chúng rất lớn, thế nào cũng sẽ khiến đám người đang lục soát xung quanh nghe thấy. Hay là cô đi trước đi? Dù sao chuyện này cũng là do anh ta gây ra, nhưng nói ra cũng lạ, đang đi bình thường, sao lại bị vấp chứ? Dương thủ rất phiền muộn, cứ cảm thấy mỗi lần ở cùng nhấp nhiên, anh ta đều là người ngáng chân anh thấy một mình anh chống lại được nhiều người như vậy à? Dương Thụ nhìn ra phía sau, thấy đám người nghe được tiếng hô nên đang tụ tập lại. Đám người kia nổ súng về phía nhiếp nhiên và Dương Thụ. Đoàn đoàn, đạn vang lên. Đạn vang lên giữa núi rừng, làm cho đám chim trên cây giật mình, bay vút lên trời. Bọn chúng có súng, tôi đi thu hút hỏa lực của chúng, cô mau trốn đi anh tự lo cho anh đi. Nhiêm nhiên không quên, anh ta bị thương ở chân mới xuất viện. Được xa viện không đồng nghĩa là đã khỏi. Cái chân bị thương kia có thể chịu được bao lâu? Vừa rồi nhiếp nhiên đi dạo quanh đây, đã hiểu được phần lớn địa hình rồi, cho nên cô nhanh chóng phân tích tình hình, rồi đi về một phía. Tiếng đạn sau lưng càng lúc càng dày đặc, có mấy lần còn bay sát qua vai nhiếp nhiên, vô cùng nguy hiểm nhiêm nhiên đành tăng tốc lao về trước nhưng có nhanh thế nào cũng không bằng được tốc độ của đạn cuối cùng vai cô vẫn bị thương máu nhuộm áo đỏ khắp một mảng mà dương thụ cũng không khá hơn là bao trên người cũng bị mấy vết đạn sượt qua không được cứ thế này chúng ta sẽ chết anh ta nhìn địa thế xung quanh nói với nhiếp nhiên không chạy chúng ta còn chết nhanh hơn Nhâm nhiên che cái vai bị thương của mình Lạnh mặt chạy về phía trước Dương thụ không nói thêm gì nữa Theo cô chạy đi Đối phương càng lúc càng nhiều Mặc dù dựa vào đầu óc bình tĩnh Thỉnh thoảng nhiếp nhiên vẫn khiến bọn chúng Không kịp trở tay Nhưng sức người dù sao cũng có hạn Lúc sắp bị ép vào góc chết Thì đột nhiên có mấy chiếc xe chạy từ phía xa đến Mắt cô sáng lên Nếu có xe đến Thì dễ hơn nhiều Ít nhất nhanh hơn hai chân không muốn chết thì mau lao qua đi. Nhiêm nhiên nói với Dương Thụ, xong lại dốc toàn lực chạy về phía trước. Lần này cô gần như dùng hết tất cả sức lực, nhưng lúc đối diện với mấy cái xe kia, cô lảo đảo suýt nữa thì ngã. Mạc Thừa, cái tên ngồi trên chiếc xe đầu tiên kia là Mạc Thừa. Nhiêm nhiên rất tự tin với thị lực của mình, vì vậy cô có thể khẳng định trăm phần trăm mình không nhìn nhầm người thế mà cô lại gặp mạc thừa trong tình huống này đáng chết còn có chuyện xui xẻo nhưng cũng may mắn hơn không cô không nghĩ tới vô số kết cục tệ hại nhất của mình nhưng làm sao cũng không ngờ sẽ gặp phải mạc thừa ở đây bây giờ bị kẹp trước sau cô đã bị ép vào bước đường cùng rồi chỉ đành lợi dụng mạc thừa thôi nhưng lợi dụng xong không biết cô có gánh nổi hậu quả không thân phận của cô là quân nhân mạc thừa đã sớm biết điều này rồi lần trước gặp nhau hắn bị thương rời đi lần này gặp hắn đến lượt cô bị thương đúng là thiên đạo luân hồi nhân nhiên che vết thương trên vai mình nghiến xăng quyết định liều một lần lúc này vẻ mặt cô rất nghiêm nghị còn hô với mạc thừa mạc lão đại tôi dụ người qua đây cho anh rồi dương thụ nghe thấy thế mà trợn tròn mắt nhìn nhiếp nhiên bằng ánh mắt kỳ quái Cô quen người đàn ông đó. Mạc lão đại, chắc không phải là người của quân đội chứ. Trong lòng Dương Thụ có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này, nhiêm nhiên làm gì có thời gian giải thích với anh ta. Cô vừa chạy vừa hô lớn. Mạc lão đại, mau! Mạc thừa cũng thấy hai người lao qua đây, nhưng chẳng thèm để ý, chỉ cau mày. Sau đó nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, hắn mới phanh gấp xe lại giọng nói kia, giọng nói kia không phải là Nhiếp Nhiên, cô gái khiến hắn tốn không ít tâm tư để đi tìm. Lão đại, đám thuộc hạ trong xe đều thấy kỳ lạ. Lão đại mới từ nơi khác trở lại, chắc không định làm gì mới phải chứ, sao người kia lại nói là dụ người qua đây? Hai người phía xa càng lúc càng đến gần, vẻ mặt người vừa nói cũng tái đi. Lão đại, người kia mặc đồ quân đội sau lưng hình như là người của trí tranh bắc. Đạch, đây, đây là dụ người tới gì chứ? Rõ ràng dẫn người tới đánh bọn chúng mới đúng. Cái người gọi bọn họ, mặc đồ quân nhân lại còn là nữ. Chuyện này nhất định có vấn đề. Lão đại, có cần tiêu diệt không? Hắn ta vừa nói vừa rút súng ra nhắm vào nhiếp nhiên. Đám thuộc hạ phía sau cũng nhao nhao rút súng ra nhắm vào người phía trước. Mạc thừa ngăn cản Dừng tay Hả? Tên thuộc hạ ngây ra Hắn ta chưa kịp mở miệng hỏi gì Đã thấy lão đại nhà mình chủ động xuống xe Đám người kia thấy thế cũng không biết nên nổ súng hay thu súng Chỉ biết ngây ra duy trì động tác cầm súng Nhiêm nhiên ở phía xa Thấy bọn chúng rút súng mà cau mày lại Cô không biết Mạc thừa nhắm vào cô Hay nhắm vào người của chị tranh bác sau lưng Nên rất căng thẳng nhưng sau đó nhìn thấy mạc thừa xuống xe cô lập tức thở phào nhẹ nhõm bởi vì cô biết mạc thừa nhận ra mình rồi hơn nữa cô cũng biết mình ra ổ sói lại vào miệng cọp nhiêm nhiên nghiến xăng chạy đến chỗ hắn lão đại cô ta mặc đồ quân đội liệu xung quanh có mai phục không người trong xe thấy lão đại nhà mình xuống xe cũng vội xuống theo nắm chặt súng trong tay sợ đạn phía xa sẽ ngộ thương lão đại Mạc Thừa đứng ở cạnh cửa xe nhìn nhiếp nhiên, đang chạy đến, lạnh lùng nói. Mày từng thấy quân đội nào, tùy tiện ném người của mình ở trước mặt chỉ tranh bác, ngay cả một khẩu súng cũng không có chưa? Tên thuộc hạ thấy cũng có lý, đang chuẩn bị gật đầu phụ họa, thì lại nghe thấy lão đại nhà mình bật cười. Nhưng từ trước đến giờ, cô ấy làm việc khác người, nói không chừng có mai phục thật. Tên kia nắm chặt súng, căng thẳng nói. Vậy chúng ta mau rút thôi. Mạc thừa dựa vào cạnh xe. Không vội, đợi đi. Lão đại có may phục mà anh còn đợi. Phách lối quá rồi đấy. Tên thuộc hạ oán thầm một câu, rồi bảo những người sau lưng nâng cao cảnh giác. Lão đại có phách lối thế nào thì thuộc hạ vẫn phải bảo vệ lão đại mới được. Tên kia nhìn chằm chằm hai người đang chạy từ xa đến. Cho đến khi nhiếp nhiên chạy tới gần với tư thế nhếch nhác, Mạc Thừa mới cười với cô. Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có nhớ lần trước tôi nói gì với cô không? Nhiếp nhiên nghe thấy câu này, cơ thể cứng đờ. Lần trước, cô nhớ lại trong lần vây bắt sư xuyên trước đây, Mạc Thừa bị dịch dùng chiêu bắn trúng vai định rút lui. Nhưng trước khi đi, hắn đứng ở trong mưa bụi nói với cô một câu nhớ lấy từ đầu đến cuối cô vẫn nợ tôi một lần vẻ mặt cô rét lạnh dừng lại chỗ không tiếp tục tiến về phía hắn mạc thừa thấy vẻ khác thường trong mắt cô hắn cười rực rỡ như ánh mặt trời còn giọng nói lại u ám lạ thường xem ra cô nhớ ra rồi vậy lần này cô vội vàng gọi tôi thế là định tới trả tôi à ngay cả dương thụ cũng nghe ra ý trong lời nói của hắn theo bản năng kéo nhiếp nhiên ra sau lưng mình. Hành động nhỏ đó rơi vào mắt Mạc Thừa, làm nụ cười của hắn càng thêm âm trầm, thậm chí còn mang theo mấy phần nguy hiểm. Định diễn tình chiến hữu trước mặt tôi à? Hắn châm biếm nói, xong tên thuộc hạ lại nghe ra ý ghen tức trong đó. Chẳng lẽ là vì hai ngày qua đi đường, không ngủ ngon cho nên xuất hiện ảo giác à? Nhiệm nhiên vỗ nhẹ lên vai dương thụ, ý bảo anh ta tránh ra dương thụ lui về phía sau nửa bước nhưng cũng chỉ nửa bước mà thôi cho dù là ai cũng nhìn ra được anh ta bảo vệ nhiếp nhiên thế nào bảo vệ nghĩ đến điều này mạc thừa khinh thường hừ một tiếng anh ta bảo vệ được bản thân đã không tệ rồi còn dám làm anh hùng cứu mỹ nhân nếu dám làm hắn khó chịu hắn có thể một phát bắn nát đầu nam binh này luôn đúng vậy tôi định tới trả cho anh nhiêm nhiên mỉm cười Mạc thừa ồ lên. Cô muốn trả tôi cái gì? Chỉ tranh bác ở sau lưng tôi, giải quyết bọn chúng, cả biên giới sẽ là thiên hạ của anh. Nhiêm nhiên đứng thẳng lên, nói với anh ta. Mạc thừa diễu cợt. Mấy ngày không gặp, hình như cô ở trong đơn vị, ngu đi nhiều đấy. Rõ ràng bây giờ là cô bị ép vào bước đường cùng, xin tôi giúp đỡ. Vậy mà nói như đang làm việc, lập công lớn cho tôi vậy. Nhưng kết quả giống nhau, tôi đưa người tới có thể giải quyết hay không phải dựa vào anh. Đừng hòng khích tôi, tôi không dễ mắc lừa đâu." Mạc Thừa cười đi đến chỗ cô, Dương Thủ theo bản năng định chặn trước mặt Nhiếp Nhiên làm hắn dừng chân lại. Quét mắt qua anh ta, cười lạnh. "Cậu còn chặn đường tôi? Có tin tôi bắn nát đầu cậu không?" sát ý không hề che giấu, khiến gân xanh trên chắn dương thụ giật giật. Anh ta định lao qua, nhưng lại bị nhiếp nhiên giữ lấy. Dương thủ thấy nhiếp nhiên khẽ lắc đầu với mình. Anh ta đành đứng yên tại chỗ, hung dữ nhìn chằm chằm mạc thừa. Mạc thừa thấy hành động kia của nhiếp nhiên, vẻ mặt lộ ra chút đắc ý. Hắn đi tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Nào, nói xem, dùng xong chiêu mượn dao giết người này, có phải định đến chiêu đỡ cối giết lừa không ánh mắt nhiếp nhiên lộ ra vẻ phức tạp và kỳ lạ làm mặc thừa không hiểu gì cả sau đó lại nghe thấy nhiếp nhiên nói tôi vẫn luôn coi mạc lão đại là người đàn ông mạnh mẽ nhưng tại sao mạc lão đại cứ cho mình là một con lừa thế như vậy đúng là quá khiêm tốn rồi dương thụ bật cười anh ta biết nhiếp nhiên đang trả thù thay mình mặc dù vừa rồi cô không để cho mình tiến lên ra tay nhưng không có nghĩa là cô sẽ bấm bụng chịu đựng sau tiếng cười này đám thuộc hạ của mạc thừa cũng đều nhếch môi cười nhưng vì uy nghiêm của lão đại nên ai cũng giữ tư thế sơ súng quý đầu hai vai không ngừng run lên mạc thừa đen mặt lại sau đó lại cười đứng thẳng lên nói vậy thì con lừa này sẽ không làm trướng mắt cô nữa kẹo lại quấy giày hai vị anh hùng chống địch thì không hay. Lúc này đến lượt nhiếp nhiên nghẹn lời. Mạc thừa chào hỏi đám người chị Lão Đại phía xa. Chị Lão Đại, thật là trùng hợp, lại gặp nhau ở đây rồi. Chị tranh bác đi ra khỏi đám người, lạnh nhạt trả lời. Mạc Lão Đại, thật trùng hợp. Sao hôm nay anh lại đến thế? Có chuyện quan trọng gì phải làm à? Mạc thừa có vẻ định hàn huyên với chị tranh bác thật. Trên đường, vô tình gặp hai binh lính này. Tôi sợ có vấn đề nên muốn bắt lại. Chỉ tranh bác thăm dò. Vừa rồi lúc bọn chúng chạy đến không hề bỏ sót ba chữ, dụ người đến của nữ binh kia. Hơn nữa, Mạc Thừa còn nói chuyện với cô rất lâu, rõ ràng là quen nhau. Đây cũng là lý do tại sao hắn ta dừng bắn, cũng tạm dừng truy kích. Bây giờ biên giới không yên ổn, Mạc Thừa làm việc lại không theo quy củ nào cả. Hắn ta thật sự không đoán được người đàn ông này. Mà lúc này, Mạc Thừa nghiêng đầu nhìn Nhiếp Nhiên. Có vấn đề. Ừ, đúng là có vấn đề. Nhiếp Nhiên cau mày lại, chỉ cần hắn nói không quen mình sau đó rời đi. Cô quay sang nhìn hắn. Trong mắt hắn là ý cười sâu xa đắc ý, hình như đã chắc chắn cô sẽ nhận thua. Nhiếp Nhiên híp mắt lại mỉm cười. Lão đại, việc anh bảo tôi làm Tôi đã làm xong rồi, bọn họ cũng đã tới, sau tôi còn có vấn đề được. Lão đại, mắt mạc thừa sáng lên, có vẻ vô cùng hài lòng với cách gọi này. Gọi một tiếng nữa đi. Nhiệm Nhiên chẳng hiểu hắn vui cái quái gì, không phải ngày nào đám thuộc hạ kia cũng gọi hắn rất nhiều lần à. Nếu như ai gọi hắn, hắn cũng vui, vậy có khác gì kẻ ngu. Hơn nữa bây giờ trọng điểm là gọi lão đại à? trọng điểm là cô đang lợi dụng mạc thừa trói mình và hắn vào cùng một sợi dây mới đúng mặc dù trong lòng không muốn nhưng nhiếp nhiên vẫn duy trì vẻ mặt nên có gọi hắn một tiếng lão đại mạc thừa vô cùng thỏa mãn ngoan lắm dòng điệu như nói với cún cưng khiến nhiếp nhiên khẽ híp mắt lại mạc thừa như khiêu khích cô vậy muốn xem cô làm gì cuối cùng nhiếp nhiên chỉ cười lạnh nhìn đi chỗ khác câu ngoan lắm này của hắn, gần như đã xác nhận rồi, không thể hất cô ra nữa. Quả nhiên, chỉ tranh bác nghe bọn họ nói chuyện xong, cũng đã chắc chắn nữ binh này và Mạc Thừa có vấn đề. Chẳng lẽ nữ binh này giống cửu miêu, đều là gian tế được cài vào quân khu 9? Chỉ tranh bác không dám nghĩ nhiều, hắn ta không biết tại sao nữ binh này lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ Mạc Thừa và quân khu 9 đạt được nhận thức chung rồi? càng nghĩ hắn ta càng kinh hãi. Mạc lão đại, anh dẫn chúng tôi đến đây là muốn làm gì? Anh nói xem. Mạc thừa cười với hắn ta. Câu này và tai chỉ tranh bác lại thành ý khác. Mạc lão đại, trước đó chúng ta đã nói rõ là tạm thời án binh bất động rồi. Không phải anh muốn thất hứa đây chứ? Mạc thừa hừ lạnh. Tôi có ý thất hứa à? tôi chưa bắn một phát súng nào ngược lại chỉ lão đại bắn người của tôi nhiều phát như vậy là có ý gì tại cô ta mặc quần áo binh lính nhìn thấy tôi lại chạy mạc lão đại nên biết bây giờ là thời kỳ đặc biệt đương nhiên tôi không thể bỏ qua rồi thật ra câu này của chỉ tranh bắc cũng không có gì sai đáng tiếc hắn ta gặp phải mạc thừa từ trước đến giờ mạc thừa làm việc đều rất tùy hứng cô ấy mặc quần áo binh lính sẽ bị bắn. Vậy lát nữa, tôi mặc bộ quần áo này vào. chỉ lão đại cũng định bắn chết tôi à? Mạc thừa nghiêng đầu, nghịch khẩu súng trong tay. Chỉ tranh bắc nghẹn họng. Ai có mắt cũng nhìn ra được, hắn đang bảo vệ cô gái kia. Mạc lão đại, anh đừng có giả mồm, át lẽ phải. Hắn ta lạnh lùng nhắc nhở. Mạc thừa nhìn chăm chăm khẩu súng trong tay mình, nhếch mép cười. Tôi rất lịch sự lễ phép với người chết. Anh muốn cảm nhận chút không? Hắn vừa dứt lời, người của trí tranh bắc đã đồng loạt dơ súng lên nhắm vào người của Mạc Thừa. Nhưng Mạc Thừa vẫn thản nhiên nghịch súng, hoàn toàn không thấy bầu không khí căng thẳng trước mặt. Hắn mất kiên nhẫn vất tay. Được rồi, tôi không có hứng thú ở đây lề mề với anh. Anh nói đi, anh bắn người của tôi, thất hứa rồi, anh định làm thế nào? dáng vẻ y hệt chủ nợ, Tôi không biết cô ta là người của anh. Chỉ tranh bắc nghiến răng gần từng chữ. Mạc thừa phì cười châm chọc. Tôi có 180 thuộc hạ. Sao hả? Còn phải bắt từng người đi gặp chị lão đại à? Mạc lão đại, anh đừng có ước hiếp người quá đáng. Chỉ tranh bác cảm thấy nói chuyện về hắn, có thể tức chết người, đúng là vô ly tới cực điểm. Chẳng lẽ đường đường là một lão đại như hắn ta còn phải xin lỗi ngay trước mặt thuộc hạ của mình và đối phương. Chỉ vì một người đàn bà, vậy mặt mũi của hắn ta phải để ở đâu? Nhưng Mạc Thừa đâu có quan tâm đến thể diện của hắn ta, chỉ nói một câu. Tôi chỉ hỏi anh định làm như thế nào? Cái thỏa thuận đó rốt cuộc có còn tính nữa không? y hắn rất rõ ràng, thỏa thuận đó là do hai người bạn họ bàn bạc từ đầu. Nếu vẫn tính thì bây giờ chỉ tranh bác bắn người của hắn Đơn phương gây chuyện, thất hứa, Mạc Thừa có quyền nổ súng bắn trả. Nếu không tính thì càng không có gì để nói nữa, trực tiếp khai chiến, không cần phí lời. Chỉ tranh bác bị ép vào tình cảnh khó xử, hắn ta nghiến răng. Tôi có thể xin lỗi vì ngộ thương người của anh, nhưng có phải Mạc lão đại cũng nên cho tôi một lời giải thích, anh dụ người của tôi đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì không? Không làm gì cả, tôi thích Mạc Thừa thản nhiên nói một câu làm chỉ tranh bác giận điên lên, gần xanh nổi đầy trên huyệt thái dương. Mạc Thừa! Mạc Thừa mỉm cười, nhưng chỉ tranh bác rất rõ hắn đang uy hiếp mình, bởi vì thỏa thuận là do hắn ta đưa ra. Nếu như hắn ta đơn phương hủy bỏ thật, thì không hay ho gì cả. Quan trọng nhất là, vì truy kích nhất nhiên mà bọn họ tiêu hao không ít đạn. Lúc này, ai biết trên tay Mạc Thừa có bao nhiêu đạn dược và nhân lực ẩn nấp? thậm chí còn có thể có người quân khu chiến trong đó. Nghĩ vậy, hắn ta nghiến răng, cố nhịn nỗi nhục này. Xin lỗi, Mạc Lão Đại, lần này là tôi lỗ mãng, nhưng lần sau mong anh quản cho tốt người của mình. Nói xong hắn ta lạnh lùng, liếc cô gái đứng cạnh Mạc Thừa, rồi xoay người rời đi. Hắn ta rút rất nhanh, có vẻ không muốn khơi màu đấu tranh nội bộ giữa bọn họ thật. Nhiệm nhiên khẽ cau mày lại, Mạc Thừa thấy vẻ mặt không vui của cô thì nhớ mày. Hình như cô không nỡ để chỉ tranh bác đi nhỉ? Hay là tôi gọi hắn lại? Không cần. Nhân nhiên dừng dưng trả lời một câu, rồi thu hồi tầm mắt, nói với hắn. Lần này cảm ơn anh. Mạc Thừa thấy cô ngoan ngoãn thì trong lòng rất đắc ý. Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt. Chỉ một câu cảm ơn thôi à? Hình như cô vẫn nợ tôi một lần tính thêm lần này đã là hai lần rồi Nhịp nhiên cau mày cảm thấy hắn được đằng chân lân đằng đầu lần đó rõ ràng là tự anh chạy đến liên quan gì đến tôi lúc ấy ở trên xe cô đã đạp mạc thừa xuống để hắn tránh được lần vây quét kia rồi nhưng hắn lại coi thường bám theo bằng được còn bị dịch sùng chiêu bắn một phát dịch sùng chiêu nghĩ tới dịch sùng chiêu ánh mắt cô lại tối đi. Mạc Thừa đứng bên cạnh, bắt được vẻ ảm đạm nhanh chóng lướt qua đáy mắt cô, không hiểu vì sao, nhưng hắn biết, nhất định là vì một người hoặc là một chuyện nào đó. Mạc lão đại bị xem nhẹ rất khó chịu, hắn hừ một tiếng châm chọc. Không có tôi, các người có thể dễ dàng bắt được Dư Xuyên thế à? Nếu như có thể, tôi thật sự hy vọng không bắt được Dư Xuyên. Mạc Thừa chưa bao giờ thấy vẻ mặt cô hung ác thế này, nhất thời không hiểu nổi. Là sao? Cô hối hận vì bắt Dương Xuyên ư? Không thể nào, không phải cô là người quân đội à? Bắt loại người như bọn chúng không phải là thiên chức của cô sao? Lúc hắn vẫn chưa hiểu ý nhiếp nhiên thì tên thuộc hạ bên cạnh đột nhiên nói Lão đại, hình như có người tới, em nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân không phải tên chỉ tranh bác đó quay lại chứ Dương Thụ vừa mới yên tâm được giờ lại căng thẳng tên thuộc hạ bác bỏ không thể nào không thấy vừa rồi bọn chúng chạy như lửa đốt mông à làm sao quay lại được vậy sao lại có người Dương Thụ thắc mắc Nhiệm Nhiên hơi biến sắc nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc là người của quân đội không thể nào rõ ràng Hai người kia bị tôi đánh ngất rồi. Tin tức cô chạy trốn không thể truyền về đơn vị nhanh như vậy được. Dương Thụ cuống lên. Nhiêm nhiên cười lạnh. Đây là biên giới. Tiếng súng lớn như thế. Bọn họ không thể nào không nghe thấy. Hơn nữa, anh tưởng ông ta sẽ không để lại đường xoay sở à? Tôi chỉ là một con mùi không quan trọng. Nói không chừng, ông ta đã sớm bố trí mai phục ở xung quanh rồi. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Quả nhiên phía xa chuyển đến tiếng súng sao chiến. Tên thuộc hạ bên cạnh mạc thừa rút súng nhắm vào nhiếp nhiên. Mẹ kiếp, cô đúng là gian tế thật. Lão đại, giết cô ta đi. Dương thủ vội chắn trước mặt nhiếp nhiên hô lên. Không phải, cô ấy không phải gian tế. Vậy sao? Cô ta tự nói mình là con mồi, xung quanh có mai phục rồi. Mày còn nói với tao là không phải. Quân nhân nói dối còn lợi hại hơn cả chúng tao. Dương Thụ nghe xong chỉ muốn lao lên đánh nhau. Dương Thụ! Nhiêm nhiên khẽ quát, Dương Thụ đành thu hồi lại nắm đấm. Lúc này nhiếp nhiên mới quay sang nói với Mạc Thừa. Anh cứu tôi một lần, bây giờ tôi trả lại anh một lần. Ồ, vậy cô định trả như thế nào? Lấy thân báo đáp à? Mạc Thừa khoanh tay trước ngực. Trông cô nhỏ thế này, chắc không chịu nổi một đêm nhỉ? Nói rồi hắn quan sát dáng người sau cái áo choàng dài dày nặng của cô. Ánh mắt kia khiến Dương Thụ lại muốn xông lên đánh người. Nhiêm nhiên ngăn lại. Đây không phải lần đầu tiên cô biết Mạc Thừa ngớm mồm. Cô coi như không nghe thấy. Chỉ cho hắn một con đường. Anh chạy theo hướng đó. Bây giờ bọn họ bị người của trí tranh Bắc cuốn lấy. Sẽ không đuổi theo anh đâu. Mấy tên thuộc hạ mắng. Mẹ kiếp. Cô bảo chạy hướng nào thì chúng tôi chạy hướng đó à? Ngộ nhỡ là bẫy, không phải chúng tôi sẽ chết hết sao? Đúng thế, cô nghĩ chúng tôi ngu à mà đi tin quân nhân? Nếu cô tốt bụng vậy thì đã không mặc bộ quần áo đó rồi. Nhiêm nhiên nhiên cau mày lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua bọn chúng. Vậy các anh muốn đi theo tôi tìm đường chết sao? Đám kia ngẩn ra. Tên thuộc hạ bên cạnh mạc thừa cười dữ tợn. Chúng tôi cần gì phải đi theo cô? Bắt cô rồi thì những người đó sẽ không dám động đến chúng tôi. Nhiên nhiên lắc đầu. Vô dụng thôi, tôi là con cờ bỏ rồi. Lần này bọn họ vốn kiếm cớ bắt tôi về nên cố ý giao chiến với đám người chỉ tranh bác. Nếu tôi chết trong khi giao chiến thì chẳng sao. Nhưng nếu như tôi còn sống, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách bắt tôi, sau đó diệt khẩu Bây giờ anh ở bên cạnh tôi sẽ trở thành cái cớ cho bọn họ giết tôi và động đến các anh. Anh chắc chắn muốn làm thế ư? Mạc Thừa híp mắt lại. Tại sao bọn họ phải bắt cô? Tôi phạm tội giết người. Bọn họ muốn bắt về, nhưng lại sợ mất mặt nên muốn mượn tay chỉ tranh bác giết tôi. Nhiêm nhiên trả lời thẳng thắn. Mạc Thừa hư lạnh một tiếng. Mất mặt. Cô giết người không phải rất bình thường à? Có binh lính quân khu 9 nào chưa từng giết người? Nhưng tôi giết hai chiến hữu của mình. Câu này của cô khiến mọi người sững sờ. Mạc thừa cong môi lên khen ngợi. Khủng đấy. Không hổ là người hắn nhìn chúng, ngay cả chiến hữu của mình cũng xuống tay được. Tên thuộc hạ nhắc nhở. Lão đại, anh đừng tin cô ta. Cô ta là người của quân đội, không phải đám người đó đều khoác lác là tình chiến hữu sâu nặng sao không thể nào giết chiến hữu của mình được tiếc là mạc thừa không nghe lọt một chữ còn gật đầu được rồi nếu cô cứ muốn giúp tôi thì tôi sẽ tin cô một lần lão đại mạc thừa vung tay lên nói với những người kia lên xe đi trước khi lên xe hắn dừng bước quay lại cười với cô chạy trốn mà dù sao cũng phải cầm ít đồ tự vệ mới được đừng để thảm hại quá nói rồi hắn rút khẩu súng bên hông mình ra nhét vào trong tay cô rồi ngồi vào trong xe lái xe rời đi bọn chúng thấy lão đại nhà mình không chỉ dễ dàng bỏ qua cho nữ binh này còn tốt bụng đưa súng của mình cho cô đều cảm thấy lão đại điên rồi bị một người phụ nữ làm mụ mẫm đầu óc chúng tức giận lườm nhiếp nhiên rồi chui vào trong xe lái xe theo lão đại nhà mình. Dương Thụ sốt ruột. Cô quen hắn thì có thể bảo hắn đưa cô đi mà. Người của đơn vị đến chắc chắn là vì muốn bắt cô. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô đơn giản thế đâu. Anh ta nhìn ra được tên đàn ông mạc thừa đó đối xử đặc biệt với nhiếp nhiên. Anh có biết tôi cầu xin hắn sẽ phải trả giá thế nào không? Nhiếp nhiên nhìn mấy chiếc xe đang lao đi kia, cong môi lên, Tôi muốn hắn chủ động tới giúp tôi. Chủ động tới giúp cô, không phải vừa rồi cô rất hùng hồn bảo bọn chúng chạy đi sao? Sao bây giờ lại nói bọn chúng sẽ chủ động đến giúp cô? Nhiêm Nhiên không định giải thích cho anh ta, bởi vì cô thấy có một đám người đuổi qua đây. Mau đi thôi. Nhiêm Nhiên nắm chặt khẩu súng của Mạc Thừa, chạy về phía trước. Dương Thụ thì không phân biệt được những người phía xa rốt cuộc là ai nên vẫn mong chờ mà đứng lại mấy giây. Anh ta hy vọng đối phương chỉ là người dân bình thường, đi ngang qua, chứ không phải là binh lính hoặc là phần tử nguy hiểm. Nhưng kết quả lại khiến anh ta thất vọng. Đám người kia dần đến gần, gương mặt người dẫn đầu cũng từ từ rõ ràng. Cả cái cầu vai bị ánh mặt trời làm trói mắt trên vai nữa. Đó là cầu vai của riêng quân khu 9, Vu Thừa Trinh. Cuối cùng bọn họ vẫn không bỏ qua cho nhiếp nhiên. Lúc này, anh ta không do dự nữa. Nhiêm nhiên thấy anh ta chạy theo thì hỏi. Bao nhiêu người? Hơn hai mươi. Nhiêm nhiên im lặng một lúc mới lên tiếng. Anh đi đi. Tại sao? Bởi vì anh qua vương víu. Dương thụ dừng bước lại. Cô tiếp tục nói. Bên kia có một con dốc. Anh đi theo lối đó chắc có thể tránh thoát. Vẻ mặt cô lạnh lùng nhìn không có chút tình cảm nào, giống như Dương Thụ thật sự gây trở ngại cho cô. Nhưng Dương Thụ nghe thấy cô phía sau lại bật cười. Không. Nhiêm nhiên nghe thấy anh ta từ chối thì quay đầu lại. Khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh ta, cô càng cau mày chặt hơn. Hiển nhiên không hiểu anh ta đang cười cái gì. Tôi biết tại sao cô đuổi tôi đi. Không phải cô sợ tôi gây trở ngại cho cô. Nếu như chê tôi vướng bận, Vừa rồi lúc tôi ngã xuống cô đã bỏ tôi lại. Không đợi đến bây giờ mới nói rồi. Thật ra cô sợ tôi ở cạnh cô sẽ hoàn toàn không trở về được, có đúng không? Anh ta cười. Từ sau khi Lâm Hoài chết, nhiêm nhiên rất ít khi thấy anh ta cười. Ngày nào anh ta cũng trầm mặc không nói chuyện với người khác. Chỉ liều mạng huấn luyện, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Thật ra sau khi lén chạy ra khỏi phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng tìm cô, tôi đã biết mình không trở về được nữa. Nếu cô không cho tôi đi theo cô, tôi chính là lính đảo ngũ, đưa về nhẹ thì bị phạt, đuổi khỏi quân đội, nặng thì ngồi tù mấy năm. Nhiệm Nhiên im lặng một lúc mới trả lời. Cho dù là loại nào, cũng hơn đi với tôi. Cho dù là loại nào, cũng không bằng đi theo cô. Dương thủ cố chấp nói. Đi theo tôi sẽ chết. Nhiệm nhiên nhắc nhở anh ta. Dương Thụ không ngừng lắc đầu, quả quyết trả lời. Không đi theo cô, tôi sẽ hối hận. Nhiệm nhiên lại im lặng một lúc, cuối cùng ném lại một câu. Tùy anh. Nói xong cô tiếp tục chạy về phía trước. Dương thủ vô cùng vui vẻ, tăng tốc bám theo cô. Vu thời trinh vội vàng hô lên, nhiếp nhiên, đứng lại. Nhưng người trước mặt không hề phản ứng tiếp tục chạy. Tôi ra lệnh cho cô, lập tức dừng lại. Vẫn không có ai phản ứng. Cuối cùng, vu Thời Trinh hô lên. Cô không dừng lại, tôi sẽ bắn đấy. Nhiếp nhiên không thể không dừng bước. vu Thời Trinh dừng lại. Nhiếp nhiên, cùng chúng tôi trở về đi. Nhiêm nhiên xoay người lại. Ánh nắng ban mai xuyên qua cành lá rậm sạp chiếu lên người cô khiến cô rất cô độc nếu tôi nói không thì sao chuyện này không tới lượt cô nói Vu Thời Trinh nghiêm túc nhiên nhiên chăm trọng vậy do ai nói Lý Tông Dũng à cô có biết tiểu đoàn trưởng vì chuyện của cô mà phiền muộn bao lâu rồi không cô theo chúng tôi trở về thì chuyện này vẫn còn đường cứu vãn Vu Thời Trinh tận tình khuyên bảo Khiến Nhiếp Nhiên càng cười châm biếm hơn. "Cứu Vãn, anh tưởng tôi là đứa trẻ con 3 tuổi à?" "Rốt cuộc cô muốn thế nào?" Vu Thể Trinh thật sự không hiểu, lúc này Nhiếp Nhiên lên cơn điên gì. Chuyện này rõ ràng là cô chính miệng nhận, là cô nói đi nói lại với tiểu đoàn trưởng rằng cô bắn chết bọn họ, không có ai ép cô cả. Bây giờ cô nửa đường chạy trốn, không chịu theo chúng tôi trở về, là có ý gì? cô có biết tiểu đoàn trưởng nhận được tin tức này tức giận thế nào không lúc ấy anh ta đang dẫn đội ngũ tuần tra ở khu vực biên giới thì nhận được tin tức của lý tông dũng nói là lúc chuyển giao nhiếp nhiên chạy trốn cần phải bắt cô về chuyện này là nhiếp nhiên ngầm thừa nhận hơn nữa thái độ còn cực kỳ tốt đẹp sao tự dưng trên đường chuyển giao lại đổi ý chạy trốn chẳng lẽ ngay từ đầu cô đã cố ý lừa mọi người Vu Thời Trinh càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Nhiếp nhiên, nể tình chúng ta cùng một đơn vị, cô theo chúng tôi về đi. Tiểu đoàn trưởng đã hứa sẽ giúp cô rồi mà. Giúp tôi? Ném tôi đến trước mặt trì tranh bác, chính là giúp tôi à? Anh chỉ biết tiểu đoàn trưởng tức giận, vậy anh có biết bây giờ tôi tức giận thế nào không? Câu cuối cùng gần như cô quát lên. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, câu nói kia vang vọng giữa núi rừng làm người ta sợ hãi. Lửa giận phừng phừng trong mắt cô, không giống đang diễn, mà giống tức giận thật hơn. Vu Thể Trinh được cô nhắc nhở, mới nhớ, vừa rồi đúng là bọn họ gặp trí tranh bác thật, lại nhìn vết máu trên quần áo cô. Biết ngay, chắc chắn, cô cũng gặp bọn chúng rồi. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh ta cau mày giải thích. Dương thủ lớn tiếng phản bác anh nói linh tinh ngoài ý muốn gì chứ rõ ràng là cố ý dương thụ cậu tự ý chạy ra ngoài còn dẫn nhất nhiên theo có biết sau khi trở về sẽ bị trừng phạt thế nào không vua thời trinh vừa nhìn thấy dương thụ đã biết nhất định là anh ta lén chuồn ra ngoài Nhâm nhiên lạnh lùng nói một câu anh ta sẽ không trở về cô dừng lại mấy giây lại nói mà tôi cũng sẽ không trở về. Vu Thời Trinh chấn động. Nhiếp nhiên, tốt nhất cô nên biết mình đang nói cái gì. Đương nhiên tôi biết mình đang nói gì. Giọng nhiếp nhiên cũng lạnh như băng, hoàn toàn không giống lúc nói chuyện với bọn họ ở trong đơn vị. Cô cản rỡ cũng phải có mức độ. Ở quân khu 9, không ai được đối xử đặc biệt hết. Nhiếp nhiên cười châm trọng. Đối xử đặc biệt Bây giờ ở trong mắt các anh, tôi chẳng khác nào một người chết cả. Câu này của cô khiến ánh mắt Vu thủy Trinh thoáng dịu đi. Anh ta tưởng nhiếp nhiên nói chuyện của Cửu Miêu và Lý Kiêu liền nói. Tiểu đoàn trưởng nói sẽ giúp cô rồi. Anh cảm thấy tôi còn tin ông ta à? Nhiêm nhiên hử lạnh, bởi vì mất máu quá nhiều nên lúc này mặt cô hơi tái, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Nể tình chúng ta là chiến hữu anh để tôi đi đi. Không thể. Vu Thời Trinh từ chối không do sự. Nhiêm nhiên sầm mặt lại. Vu Thời Trinh, anh muốn dồn tôi vào chỗ chết đúng không? Cùng chúng tôi về đi. Vu Thời Trinh nghiêm túc ra lệnh. Nhiêm nhiên híp mắt lại, giơ súng lên cảnh cáo. Anh đừng có ép tôi. Đám người kia không ngờ nhiêm nhiên có vũ khí, vội lui về phía sau một bước lý vọng và cố vi ngan thấy nhiếp nhiên như vậy càng thêm sốt ruột. nhiếp nhiên cô đừng làm bậy. đúng vậy nhiếp nhiên cô đừng sai càng thêm sai nữa. không có chuyện gì là không thể giải quyết cả. đám người kia vẫn cố khuyên nhủ nhiếp nhiên. đáng tiếc nhiếp nhiên cau mày quát lên. im miệng. cô giơ súng nhắm vào bọn họ. gần giọng nói với vu thời trinh. anh biết kỹ thuật bắn của tôi rồi đấy. Nếu còn ép tôi, tôi không ngại kéo theo hai người chết chung đâu. Nhiếp nhiên, cô đừng u mê không tỉnh. Cô làm như vậy chỉ khiến hậu quả nghiêm trọng hơn thôi. Thấy cô mở chốt an toàn, vu thời trinh cũng nghiêm trọng hơn. Mà đám người lý vọng dù lo lắng, nhưng là binh lính nên bọn họ vẫn lập tức dơ súng lên nhắm vào nhiếp nhiên. Hai bên đối đầu, căng thẳng đến nỗi khiến người ta không tự chủ được nín thở. Nhưng cho dù bị hai mươi mấy người đồng thời giơ súng nhắm vào, nhiệm nhiên vẫn không hề lép vế. Cô dừng dưng, chĩa súng vào một người trong đó, nói Anh có biết nếu tôi tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không? Anh nắng sớm khúc xạ lên khẩu súng của cô, làm cho lòng người ta phát run. Tôi chỉ hỏi một câu, rốt cuộc có thả cho tôi đi không? Không thả. Vu Thời Trinh vừa mới nói xong, đã nghe thấy một tiếng súng vang lên. Một người trong đám người quân khu 9 ngã xuống đất. Rất rõ ràng, người nổ súng không hề do dự nào. Đám người Vu Thời Trinh ngẩn ra, sau đó gầm lên giận dữ. Nhiếp nhiên! Bọn họ không ngờ nhiếp nhiên sẽ bắn thật. Bọn họ nghĩ đến tình chiến hữu những ngày qua cho dù dơ súng với cô, nhưng không hề có ý nổ súng. Nhưng nhiếp nhiên lại không do dự làm thế. Nhiếp nhiên, cô có biết mình đang làm gì không? Lý Vọng tức giận, gầm lên với nhiếp nhiên, rồi vội cấp cứu cho người kia, hy vọng anh ta có thể tỉnh lại trước. Nhiếp nhiên thấy thế thì cười giễu cợt, rõ ràng là đang châm biếm hành động của Lý Vọng, chỉ là phí công mà thôi. Bây giờ tôi có 5 viên đạn, ít nhất có thể giết ba người, có muốn thử không? cô dừng dưng nói, nhưng không ai có tâm trạng nghe cô nói chuyện nữa. Vu Thời Trinh nhìn chằm chằm binh lính bị thương kia hỏi, sao rồi? không được, bắn vào tim, nhất định phải đưa về. có lẽ còn có chút hy vọng. Lý Vọng nói với Vu Thời Trinh, tim, đây chẳng phải là một phát mất mạng à? cô dám ra tay độc ác như vậy? Vu Thời Trinh ra lệnh. Lập tức liên lạc với đơn vị, mấy người các cậu khiêng cậu ấy ra ngoài, đưa đến bệnh viện, nhanh lên. Mấy người kia vội vàng, khiêng binh lính kia rút lui, đồng thời liên lạc với đơn vị, cử bác sĩ tới cấp cứu. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, vẻ mặt nhiếp nhiên vẫn luôn bình thường, không hề thay đổi. Vu Thời Trinh nổi giận. Nhiếp nhiên, cô dùng súng bắn người khác bị thương còn chống lại lệnh bắt. Cô có biết chúng tôi có quyền hạ gục cô ngay tại chỗ không? Nếu không phải vẫn nghĩ đến chút tình cảm chiến hữu, thì ngay lúc nổ súng vừa rồi, nhiếp nhiên đã thành một thi thể rồi. Nhưng nhiếp nhiên lại không sợ hãi nói. Không thành vấn đề. Muốn chết, chúng ta cùng chết. Cô nắm chặt khẩu súng, nghe ý như đã muốn cùng chết từ lâu. Đúng lúc này, tiếng động cơ xe vang lên cách đó không xa một chiếc xe lao vào giữa bọn họ người trên xe tựa lưng vào ghế cười nói người của tôi sao có thể chết dễ dàng như vậy được lúc thấy người kia xuất hiện cuối cùng nhiếp nhiên mới dám thả lòng bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch ra mạc thừa vu thời trinh nhìn rõ người xuống xe ánh mắt sắc bén hơn hẳn mạc thừa nhìn qua chỗ anh ta cười chào hỏi ô đội trưởng vu người quen cũ nha. Vu Thời Trinh không vui vì sự xuất hiện của hắn. Rõ ràng là một phần tử phạm tội lúc nào cũng có thể bị bắt lại phách lối. Dám xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy, đúng là không biết sống chết. Anh tới đây làm gì? Anh ta lạnh giọng chất vấn. Mạc Thừa cười đi tới bên cạnh nhiếp nhiên, nói với Vu Thời Trinh. Người của tôi ở đây, đương nhiên tôi cũng ở đây rồi. Người của anh Ánh mắt vu thời trinh rét lạnh Quay sang nhìn chằm chằm nhiếp nhiên Mím chặt môi lại Nhiếp nhiên cô có ý gì Ý trên mặt chữ Thấy nhiếp nhiên hở hững vu thời trinh hỏi Ý trên mặt chữ là ý gì Cô nói rõ cho tôi Nhiếp nhiên trang trọng nói từng chữ một Từ hôm nay trở đi Tôi không còn là người quân khu chín nữa Tôi đã cắt đứt quan hệ với quân khu 9 rồi. Nhiếp nhiên, cô điên rồi ư. Cô có biết mình đang nói gì không? Đúng vậy, nhiếp nhiên. Sao cô có thể kết bè phái với loại người này được? Chẳng lẽ cô không biết hắn là ai sao? Nhiếp nhiên, cô tỉnh táo lại đi. Đừng có làm bừa. Đáng tiếc, đối mặt với những chiến hữu cũ, nhiếp nhiên không hề nao núng. Có vẻ cô đã quyết định rồi. Nhiếp nhiên, cô chắc chắn mình sẽ gánh vác được hậu quả của chuyện này chứ. Vu Thời Trinh dùng chút lý trí cuối cùng để chất vấn. Cô làm thế, đúng là uổng công tiểu đoàn trưởng khổ tâm vì cô nhiều năm. Không nhắc đến tiểu đoàn trưởng còn đỡ, vừa nhắc đến ông, vẻ mặt vốn còn bình tĩnh của nhiếp nhiên liền trở nên u ám. Đừng nhắc đến ông ta với tôi, tôi thế này đều nhờ ông ta ban tặng cả gió lạnh thổi qua khiến cô càng thêm đáng sợ. Đại ân đại phúc của ông ta, nhiếp nhiên tôi sẽ vĩnh viễn nhớ trong lòng. Cả đời sẽ không quên. Cô nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ cuối cùng, đủ để có thể thấy cô giận dữ và căm hận thế nào. Nhiếp nhiên! Vu Thời Trinh không hiểu sao cô lại căm hận đến thế. Tiểu đoàn trưởng đã cố gắng vì chuyện của cô rất lâu cô nên cảm kích mới đúng. Lúc vu thời trinh, nhìn chằm chằm nhiếp nhiên, đã thấy Mạc Thừa chen vào giữa, chắn trước mặt cô, cười tươi tắn nói. Ngại quá, cắt ngang một chút, bây giờ tôi đang vội về chúc mừng người mới gia nhập, đội trưởng vu có thể để tôi đi không? Anh cảm thấy thế nào? Vua Thời Trinh vốn đã rất không vui vì sự xuất hiện của hắn rồi. Nếu không phải sợ nhiếp nhiên nhân lúc loạn lạc, chuồn mất, anh ta đã đầu với đám người này. Đâu có để cho Mạc Thừa phách lối ở đây. Mạc Thừa nhún vai, tự giác trả lời thay anh ta. Xem ra là không rồi. Nói xong, hắn giơ tay lên, búng một cái. Một đám người đồng loạt xuất hiện, bao vây thành hình vòng cung trước mặt các binh lính quân khu 9. Chẳng trách ngang ngược thế, hóa ra đã sớm tìm người đến rồi. Nhiêm nhiên nhìn đám người kia thầm nghĩ. Không biết thế này, đội trưởng Vu đã để tôi đi được chưa?" Mạc Thừa nghiêng đầu. Vu Thời Trinh chỉ muốn bắn nát đầu hắn. "Mạc Thừa, anh tưởng dẫn theo bằng này người là chống đỡ được ư? Vậy anh coi thường quân khu 9 quá rồi." Mạc Thừa đấu tranh với người quân khu 9 nhiều năm, đương nhiên hắn biết. "Tôi không cần chống đỡ, tôi chỉ cần đưa cô ấy đi là được rồi." Nói cách khác, cho dù hy sinh tất cả mọi người ở đây, hắn cũng phải đưa nhiếp nhiên đi. Về mặt vu thời trinh lạnh lùng. Cô ấy sẽ không đi theo anh. Chuyện này không phải do anh định đoạt, mà là do cô ấy. Nhiếp nhiên, tôi khuyên cô một lần cuối cùng, đừng có làm bậy. Nhiếp nhiên không còn có bất cứ dao động nào. Trở về truyền lời cho Lý Tông Dũng giúp tôi. Hôm nay, Ông ta cho tôi món quà lớn như vậy, nhất định tôi sẽ trả lại ông ta một bất ngờ lớn hơn. Trong lúc mọi người không kịp phản ứng, cô đã bắn vào trong đám người khiến một người ngã xuống đất. Hết chương 2420